Chào mừng các bạn đến với bản tin điểm nóng toàn cầu trên kênh Hà Tĩnh TV, nơi cập nhật những tin tức quốc tế nóng hổi và phân tích chuyên sâu về tình hình chính trị trên toàn thế giới. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một loạt sự kiện đang thu hút sự chú ý. Cuộc đua quyết định ba bang chiến trường chiếm ở Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến gần, và ba bang chiến trường then chốt Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia sẽ quyết định ai sẽ là người chiếm lĩnh Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang chạy đua gay gắt, tập trung mọi nỗ lực vào những bang này để thu hút cử tri và giành lợi thế quyết định. Đội tin Kiev vỡ trận ở Uledar, quân Nga đột phá thần tốc tại Kerch, Torez và Kurekho. Tình hình chiến sự ở Ukraine đang diễn biến căng thẳng, với những thông tin mới đây cho thấy Kiev đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Quân đội Nga đã đạt được những thành công đáng kể, đột phá nhanh chóng tại các khu vực chiến lược như Kerch, Torez, Kurekho, khiến tình hình trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Quân đội Iran ra lệnh cấm thiết bị liên lạc sau vụ nổ máy nhắn tin gây chấn động của Hezbollah. Trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và Iran, quân đội Iran ra lệnh cấm sử dụng thiết bị liên lạc sau một vụ nổ máy nhắn tin nghiêm trọng của Hezbollah. Điều này cho thấy sự căng thẳng đang ngày càng gia tăng và những biện pháp quyết liệt được áp dụng để bảo vệ an ninh quốc gia. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào phân tích những sự kiện này và tìm hiểu xem các bên liên quan sẽ đưa ra những động thái gì tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ cập nhật mới nhất từ trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần điểm tin chính của bản tin Thế giới nổi bật hôm nay. Như các bạn đã thấy, từ những biến động chính trị đến diễn biến quân sự căng thẳng đến các sự kiện quốc tế đáng chú ý, thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi từng ngày. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sâu hơn về những câu chuyện, bóc tách những diễn biến mới nhất và lắng nghe những nhận định từ các chuyên gia hàng đầu. Hãy ở lại cùng Hà Tĩnh TV để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết thú vị nào nhé, vì những tin tức nóng hổi sẽ được bật mí ngay sau đây. Ba bang chiến trường quyết định cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Trump và bà Harris. Ba bang Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia đang nổi lên là những chiến trường quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Nếu cựu Tổng thống Trump thắng ở cả ba bang, ông gần như chắc chắn sẽ trở lại Nhà Trắng. Trong khi đó, bà Harris buộc phải giành chiến thắng tại ít nhất một trong hai bang để nuôi hy vọng chiến thắng. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang diễn ra với sự cạnh tranh khốc liệt giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong khi nhiều bang đang được xem là chiến trường quyết định kết quả, ba bang Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia nổi lên như những địa bàn trọng yếu mà bất kỳ ứng cử viên nào muốn giành chiến thắng đều phải chinh phục, theo tờ Politico mới đây. Tầm quan trọng của ba bang chiến trường, ba bang này đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thắng ở cả Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia, cơ hội trở lại Nhà Trắng của ông trở lên gần như chắc chắn. Đối với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, chiến lược của bà cũng phụ thuộc rất nhiều vào kết quả ở những bang này. Nếu bà không thể thắng tại Pennsylvania, hy vọng duy nhất của bà là giành chiến thắng ở một trong hai bang Bắc Carolina và Georgia. Đây là những bang có tính chất hơi thiên hữu và Đảng Dân Chủ chỉ giành sự ủng hộ được một lần trong thế kỷ qua. Bắc Carolina vào năm 2008 với chiến thắng của Barack Obama và Georgia vào năm 2020 với sự thành công của Joe Biden. Mặc dù các bang khác như Michigan, Wisconsin, Nevada và Arizona vẫn quan trọng, nhưng trọng tâm chiến lược của cả hai chiến dịch đang hướng vào ba bang then chốt trên. Ông Trump đã đầu tư rất nhiều vào các chiến dịch quảng cáo truyền hình tại Pennsylvania, Georgia và Bắc Carolina. Đây được xem là bức tường lửa của ông, giúp chặn con đường tiến đến Nhà Trắng của bà Harris. Michael Wakely, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, đã nhận định rằng nếu ai thắng Georgia, Bắc Carolina và Pennsylvania thì điều đó sẽ giúp họ vượt qua khó khăn. Khám phá chiến lược của ông Trump và bà Harris, ai sẽ định hình cuộc đua 2024? Cựu Tổng thống Trump đang tận dụng triệt để chiến lược bầu cử của mình bằng cách tập trung vào ba bang chiến trường này. Tại Pennsylvania, ông đã chi tiêu rất nhiều cho quảng cáo truyền hình và tập trung nhiều vào thị trường truyền thông chính ở đó. Tại Georgia, ông cũng dành một phần lớn ngân sách vào chiến dịch để nhắm vào các cử tri. Bắc Carolina cũng không nằm ngoài kế hoạch của Trump, đầu tháng này chiến dịch của ông đã chi 17 triệu USD cho quảng cáo tại đây, một động thái mạnh mẽ nhằm củng cố vị thế của mình. Về phía Phó Tổng thống Harris, bà đang đối mặt với một cuộc đấu trí căng thẳng. Các chiến lược gia của bà hiểu rõ cách thức mà ông Trump đặt ra tại các bang trên. Bà Harris không chỉ cần giành chiến thắng ở một trong hai bang mà còn phải duy trì lợi thế tại các bang khác. Pennsylvania, nơi mà ông Biden từng thắng với chỉ khoảng 80.000 phiếu bầu trong năm 2020, giờ đây trở thành một bang đầy thử thách đối với bà Harris. Mặc dù vậy, bà Harris vẫn có cơ hội nhờ vào chiến lược tiếp cận các nhóm cử tri quan trọng như đàn ông da đen và những người cộng hòa ôn hòa. Sự hỗ trợ của những nhân vật như Liz Cheney cũng giúp chiến dịch của bà gia tăng sự hiện diện tại Bắc Carolina. Những cử tri ủng hộ George Bush nhưng không
không hài lòng với phong cách lãnh đạo của ông Trump là một mục tiêu quan trọng mà bà Harris đang nhắm đến. Có thể thấy, cuộc tranh giành quyền kiểm soát ở các bang này không hề đơn giản. Ông Trump vẫn có ảnh hưởng lớn đối với một phần không nhỏ cử tri tại đây, dù đôi khi ông gây ra xung đột trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ở Georgia. Quan hệ căng thẳng giữa ông Trump và Thống đốc Brian Kemp của bang này đã gây lo ngại cho một số lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Những sự dạn nứt này có thể ảnh hưởng đến khả năng giành chiến thắng của ông Trump tại Georgia. Ở Bắc Carolina, ông Trump cũng phải đối mặt với những thách thức từ các nhân vật trong chính Đảng Cộng Hòa. Ứng cử viên thống đốc bang Mark Robinson đang gây tranh cãi với nhiều phát ngôn gây sốc, đã khiến một số bộ phận cử tri Cộng Hòa ôn hòa không thoải mái. Điều này có thể tạo cơ hội cho bà Harris khai thác, thu hút các cử tri ôn hòa và những phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm bởi các phát ngôn của ông Robinson và một số nhân vật khác trong Đảng Cộng Hòa. Lộ tin Kiev vỡ trận ở Uledat, quân Nga ập vào. Lộ tin quân đội Nga tiếp cận Uledat và dường như đã tiến vào pháo đài. Một sĩ quan Ukraine thừa nhận lực lượng Kiev có thể sẽ phải rút lui khỏi thành phố hoặc bị bao vây. Tình hình nguy cấp với Ukraine ở Pokrov, kênh Military Summary đưa tin, theo hướng Kupiansk, quân đội Nga RFAF đang tiến ngày càng xa hơn về phía sông Oskin. Họ sắp chia mặt trận Kupiansk thành hai phần. Điều này sẽ khiến hậu cần của lực lượng Kiev trở nên khó khăn hơn đáng kể ở cả hai khu vực. Cùng lúc, lực lượng Moscow bắt đầu cuộc tấn công trên bộ ở Leskev và các ngôi làng xung quanh. Khu vực giữa Makivska và Leskev được cho là nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Tại New York, lực lượng mặt đất của Nga đã tiến lên vài km về phía bắc và chiếm lĩnh nhiều vị trí. Đồng thời, họ vẫn tiếp tục gây áp lực ở Torez. Trên hướng Prokop, tình hình cũng đang trở nên ngày càng nguy cấp đối với quân đội Ukraine AFU. Lực lượng Moskva tiếp tục cố gắng vượt qua Seledovy và các hoạt động chuẩn bị pháo binh cũng đã bắt đầu ở Helix. Ý đồ của RFAF là sử dụng hỏa lực ồ ạt để làm mềm chiến trường trước khi bộ binh xung phong. Khu vực phía tây Hotcher cũng được cho là đã bị RFAF chiếm giữ và tình hình ở ngôi làng phía nam Maximilianka đang xấu đi. Đây là ngôi làng cuối cùng án ngữ phía trước Kurahov. Nga đột phá thần tốc ở Kherson, Torez và Kurahov. Kênh Ridoka cho biết, đến cuối tuần thứ ba của tháng 9, các khu vực quan trọng nhất trên bản đồ mặt trận là hướng Kherson, Torez và Kurahov. Trong suốt tuần qua, giao tranh tiếp tục diễn ra trên mặt trận Kherson tại các quận Korenevsky và Glukovsky nhưng kém sôi động hơn trước. Lực lượng Kiev đã nhận thức được mối đe dọa rõ ràng đối với mặt trận phía bắc vùng kiểm soát của họ, tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ. Trên giải Volfino Newway, điều động tiếp viện nhưng họ đã bị chặn đứng, không thể tiến xa hơn Vesioli. RFAF tiếp tục gây áp lực lên AFU tại Sudan từ phía đông nam. Họ giành lại Boki và bắt đầu đột kích Plekhovo. Ở Torez, Ukraine đang sụp đổ ở cả trung tâm thành phố, với mũi thọc sâu của Nga phát triển nhanh chóng, cũng như tại tiểu khu Zabanka phía nam, nơi chia cắt các đường hậu cần của AFU. Cùng lúc, một khu trung gian có thể nhìn thấy rõ ràng, lực lượng Moscow bắt đầu đi vòng quanh thành phố ở ngoại ô phía tây Lamniodovska, nơi RFAF đổ bộ thành công và giành được chỗ đứng, có video xác nhận điều này. Theo hướng Kurahov, Ukraine cuối cùng đã được đặt dưới lá cờ của Nga. Từ đó họ bắt đầu di chuyển theo hai mũi xung kích ở phía nam, tới Gorilak và về phía tây, đến Sukurino, cũng như đường cao tốc quan trọng chiến lược. Kênh Arirenkovi xác nhận một loạt bước đột phá mạnh mẽ của lực lượng Moscow hướng về Kurahov. Họ chỉ còn cách thành phố 3 km, hoàn thành việc đánh bại AFU ở Ostrom và Maximenyamnica. Những thành công của Nga cũng được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine công nhận. RFAF đã kiểm soát khu vực phía tây Lamgra Logovoka. Họ thực tế đã chiếm được Ostrom và đang tấn công Maximilianka sau khi đã chiếm hữu hơn một nửa ngôi làng. Các đơn vị Nga đã bỏ qua Maximilianka từ phía bắc. Điều này gây ra mối đe dọa về khả năng thất thủ sắp xảy ra đối với lực lượng Kiev. Nhìn chung, Nga còn khoảng 3 km từ phía tây Ostrogo đến ngoại ô Kurahov. Mặc dù hiện tại, xét theo bản đồ, có nhiều mối đe dọa hơn đối với vạch dầu nằm ở phía bắc, nơi AFU nắm giữ dựa vào Kurahov và Gordiak, nơi giao tranh đã diễn ra, các nguồn tin Ukraine cho biết. Các binh lính AFU viết rằng lực lượng Moscow đã tiến về Alexandropol, tức là họ đang tấn công căn cứ phía nam của phần Nhova nói trên. Kherson giao tranh dữ dội dọc toàn bộ mặt trận. Theo kênh Rai 3, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng Kherson. Ngoài việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine và phát động các cuộc phản công, lực lượng Moscow cũng đang tập kích các khu vực phía sau của đối phương ở Sumy. Tại Saponikovo, một cuộc tấn công tên lửa của Iskander đã đánh trúng một vị trí triển khai tổ hợp pháo lực của HIMARS và một kho đạn dược của Ukraine. Ngoài ra, hạ tầng năng lượng của các cơ sở khác trong trung tâm khu vực thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tại quận Glukovo, lực lượng Kiev tiếp tục cố gắng tiếp cận trung tâm quận từ hướng Loviput và Mevezer. Có báo cáo rằng lính công binh Ukraine đang dọn đường qua các bãi mìn để tiếp tục cuộc tấn công. Liên tục các cảnh quay làm rõ quy mô của các cuộc tấn công của AFU khi họ đã đưa một số lượng lớn nhân sự và xe bọc thép, bao gồm cả xe do nước ngoài sản xuất đến khu vực này. Đặc biệt, ở phía đông nam Vysenoy, một chiếc Leopard 2A6 khác đã bị phá hủy. Tại quận Korenovo, Nga đã tấn công bằng UAV vào các vị trí và thiết bị của Ukraine ở Onhoka và trong khu rừng gần Gremyanoye. Tại khu vực này, một nỗ lực phản công của AFU ở phía tây Libumoka cũng đã bị ngăn chặn.
Tại khu vực Zhenlilislav, một cuộc tấn công bằng UAV Lancet đã phá hủy một khẩu pháo tự hành 2SA Acacia của Ukraine. Việc AFU đang đưa thêm xe bọc thép và pháo binh vào lãnh thổ Nga cho thấy ý định khá nghiêm túc của họ là trụ lại cất càng lâu càng tốt. Tại quận Sudan, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Darino và Nikovo Darino. Việc Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực này sẽ mở đường cho một cuộc tấn công hướng tới Verdinokovo, phong tuyến Ukraine vỡ vụn ở Liman. Kênh Riba cho biết, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu của đối phương ở Khmelnytsky, Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkov. Các đội hình của Ukraine đã tấn công vào bán đảo Crimea trong 2 ngày liên tiếp, đồng thời họ cũng tấn công vào các kho đạn dược của Nga ở Krasnodar và Tver. Theo hướng Liman, Nga giành kiềm quyền sát ở Nipke, tiến về phía tây gần 4 km và phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương ở khu vực khe núi Zuzakha. Theo hướng Oleksandro Kalilovo, lực lượng Moscow chiếm giữ Lelipoiska và tiến hành cuộc tấn công vào trung tâm Lelidivka. Ngoài ra còn có những thành công trên đường tiếp cận đến khu vực trung tâm đô thị của Dzerzhim. Trên khu vực Prokhov, RFAF đã kiểm soát Krutia, tiến về phía Crania và Mykolaivka. Ở Donetsk, Nga đã hạ gục Ocho, tiến về phía trại cải tạo Silidovo, tham gia vào trận chiến giành quyền kiểm soát nơi này. Trên hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến về phía tây bắc Uledat ở khu vực Prechilika và Zolotaliva. Theo hướng Vremika, cấu hình ở khu vực Makarika đã được làm rõ, nơi lính công binh Nga đã cho nổ tung cây cầu ở phía nam lối vào làng. Lộ tin quân đội Nga đã ập vào pháo đài Uledat. Kênh RV Venkory nhận định Uledat sẽ sớm bị bao vây khi lực lượng Moscow đã vượt sông Kalegat, đột kích về phía tây Uledat, đe dọa hình thành một nồi hầm lớn. Những gọng kìm của Nga nhanh chóng siết chặt quanh Uledat. Theo đó, kênh Devstate có liên hệ với tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine GUR đã công bố một bản đồ cho thấy những thành công đáng kể của quân đội Nga trên hướng Nam Donetsk. RFAF tiếp tục các cuộc tấn công thần tốc, đột nhập thành công vào trận địa phòng thủ của đối phương xung quanh thành phố quan trọng chiến lược Uledat. Họ vượt qua Uledat và tự tin áp sát gọng kìm bao vây lực lượng Kiev. Các đơn vị Nga đang nhanh chóng tiến quân từ khu vực Prechitovka mới được kiểm soát ở phía bắc sông Kalagas theo hướng đông và đông bắc, đột nhập vào các vành đai rừng phía tây Uledat với mục đích phát triển tiếp về phía bắc, tức là cắt đứt hậu cần. Bây giờ quân Nga và các phương tiện chiến đấu bộ binh đã bắt đầu chọc thủng đội hình phòng ngự phía trên Prechitovka theo hướng Bogoyalenka, cắt đứt hậu cần đến thành phố, nguồn tin quân sự Ukraine viết tối 22 tháng 9. Trong 2 ngày, lực lượng Moscow đã chiếu hàng loạt video về các cuộc tấn công vào vành đai rừng của đối phương trong một khu vực rộng tới 6 km và ở độ sâu tới 3 km. Có những trận chiến ác liệt, AFU đang rút lui. Ở cánh phải phía sau mỏ Yunodonbaskaya, số 3 và phía bắc Vodianoi, quân Nga cũng đang tấn công tiến về phía trước và giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Điều này có nghĩa là thành phố sẽ sớm bị bao vây. Cơ hội giữ vững vị trí trong những điều kiện như vậy không mấy khả quan, đặc biệt là khi xét đến nỗ lực của Nga phát triển về phía đường Boyoneska, Uledas. Ông Banijato, một sĩ quan có tiếng thuộc tiểu đoàn Adas của Ukraine, thừa nhận, đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ phải rút lui khỏi thành phố hoặc đối mặt với tình trạng bị bao vây. Ông nhấn mạnh, tôi hy vọng giới lãnh đạo cấp cao không chỉ dựa vào các báo cáo từ các chỉ huy địa phương vốn có thể đã lỗ thời, mà còn dựa vào các nguồn kênh bên ngoài. Trong khi đó, Kalibrated Martin, lực lượng Moscow đã tiếp cận Uledat và có khả năng đã tiến vào thành phố pháo đài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin ban đầu, cần có kiểm chứng thêm. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tấn công mạnh nhất ở Prokhov, Ukraika, Prada đưa tin, báo cáo tối 22 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, 121 trận giao tranh đã diễn ra, đối phương tấn công mạnh nhất theo hướng Prokhov, đồng thời thả 27 quả bom dẫn đường xuống khu vực Kherson. Báo cáo viết, đã xảy ra 121 cuộc đụng độ, Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa, 2 tên lửa, 52 cuộc công kích, đặc biệt sử dụng 71 bom KAB và 625 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời thực hiện 3.900 lần pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Severky, Kramatorsk, Torezh, Kurahov, Vernadsky và Dnipro. Hoạt động ở khu vực Kherson vẫn tiếp tục. Máy bay Nga tiếp tục oanh kích bằng bom dẫn đường trên không với 16 trận và sử dụng 27 bom dẫn đường. Đối phương đang tấn công mạnh ở Pokrov. Trong ngày, tổng cộng 27 hành động tấn công đã được thực hiện. Theo ước tính sơ bộ, binh sĩ Ukraine đã tiêu diệt 145 binh sĩ Nga và làm bị thương 163 người khác. Vũ khí phương tiện của Nga đã bị phá hủy và hư hỏng, báo cáo viết. Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga ở Kurahov. Lữ đoàn xung kích đường không độc lập 79 Tavichekea trên Facebook cho biết Nga mở cuộc tấn công lớn vào các vị trí của đơn vị gần làng Kostantinovka ở Donetsk bằng 14 xe bọc thép cùng bộ binh và 6 xe tăng nhưng không thành công. RFAF không tạo được bất ngờ.
lính dù của lữ đoàn 79 đã nổ súng vào đoàn quân đối phương ngay cả trước khi họ bắt đầu tiến lên. Pháo binh UAV tấn công, hệ thống tên lửa chống tăng, bãi mìn đồng loạt khiến quân Nga một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của lính dù Ukraine. Trong trận chiến, Ukraine đã đốt cháy 2 xe tăng và 2 xe bọc thép cùng nhiều binh sĩ của đối phương. Một chiếc xe tăng khác bị bắn trúng, các thiết bị khác phải bỏ chạy vội vã, báo cáo cho hay. Nga phóng UAV tấn công từ phía Bắc. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, khoảng 2 giờ ngày 23 tháng 9, Nga mở cuộc tấn công bằng UAV từ phía Bắc vào tỉnh Sumy. Một giờ sau đó, cảnh báo không kích dồn dập đã vang lên. Lúc 4 giờ 23 phút, có báo cáo cho biết một UAV tấn công từ Sumy đang bay tới Poltava. Ukraine mong nhận tiêm kích Mirage, đàm phán về Gripen và Eurofighter. European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Rauter Umero trong một cuộc phỏng vấn cho biết Ukraine kỳ vọng vào các đối tác của mình sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp và cũng đang đàm phán về tiêm kích SA-ABGAS-39 Gripen của Thụy Điển và Eurofighter Timpon của Đức, Anh. Đặc biệt, ông Umero thông báo, các cuộc thảo luận về những cam kết hoặc tham vấn vẫn tiếp tục với chiến đấu cơ Gripen cũng như Eurofighter. Chúng tôi đang thảo luận về thời điểm chúng sẽ bắt đầu và sớm có kết quả. Theo ông, Ukraine trước đây tập trung vào đào tạo phi công, cơ sở hạ tầng máy bay chiến đấu và nền tảng tác chiến, nhưng đang hướng tới việc giành được ưu thế trên không trước Nga. Nói về việc đàm phán với các đối tác nước ngoài về cung cấp máy bay, Bộ trưởng lưu ý, đối phương sử dụng tới 300 máy bay, tới 300 trực thăng nên chúng tôi giải thích cho đối tác biết chúng tôi cần bao nhiêu lữ đoàn hoặc cánh quân. Chúng tôi cũng giải thích hợp lý cho họ về nền tảng nào, chúng tôi cần những vũ khí mà họ nên chuyển giao. Ông Zelensky, việc Mỹ bác bỏ kế hoạch chiến thắng thật khủng khiếp trong cuộc phỏng vấn với báo Mỹ The New Yorker. Tổng thống Vladimir Zelensky cho rằng ý tưởng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không ủng hộ kế hoạch chiến thắng do Ukraine đề xuất là khủng khiếp vì nó sẽ dẫn đến một xung đột kéo dài với nhiều người chết. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, kế hoạch chiến thắng được phát triển có tính đến sự hỗ trợ của ông Biden. Nếu ông ấy không muốn ủng hộ thì tôi không thể ép buộc. Nếu ông ấy từ chối thì chúng tôi phải tiếp tục sống theo kế hoạch B mà Ukraine đang tiến hành. Và điều đó thật đáng tiếc, ông Zelensky nói. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông Biden không ủng hộ kế hoạch chiến thắng, ông Zelensky đáp, đây là một ý tưởng khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là ông Biden không muốn kết thúc cuộc chiến tranh theo cách tước đi chiến thắng của Nga. Và chúng ta sẽ có một cuộc chiến rất dài, một tình huống bất khả thi, mệt mỏi dẫn đến cái chết của nhiều người. Nói như vậy, tôi không thể chê trách Tổng thống Biden bất cứ điều gì. Suy cho cùng, ông ấy cũng có những bước đi lịch sử, mạnh mẽ khi quyết định hỗ trợ chúng tôi ngay từ đầu cuộc chiến. Điều này đã khuyến khích các đối tác khác cũng làm như vậy. Chúng tôi ghi nhận thành tựu to lớn của ông Biden về mặt này. Bước đi này của ông đã là một thắng lợi lịch sử rồi, ông nói thêm. Ukraine tung vũ khí nội địa, bắn nổ loạt kho đạn trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đang tấn công các kho vũ khí của Nga bằng vũ khí do Kiev tự sản xuất. Trong bài phát biểu vào ngày 21 tháng 9, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang tấn công vào các kho vũ khí của Nga nhờ vào năng lực vũ khí của chúng tôi. Thông báo của ông Zelensky được đưa ra sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vào chiều ngày 21 tháng 9 rằng quân đội và lực lượng an ninh nước này đã tấn công hai kho vũ khí của Nga trong đêm. Một kho vũ khí khác ở Nga đã bị hư hại và đó là một kho vũ khí quan trọng đối với họ. Cơ quan an ninh Ukraine cũng đã làm tốt nhiệm vụ tấn công một kho vũ khí khác của quân đội Nga. Đây là các kho tên lửa chiến thuật và bom dẫn đường của Nga, tất cả những thứ mà Nga sử dụng để tấn công các thành phố và vị trí của chúng tôi, ông Zelensky cho biết. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận một cuộc tấn công vào kho vũ khí Tikhorets ở Krasnodar Krai, nơi được coi là một trong ba kho đạn lớn nhất ở Nga và là một trong những cơ sở lưu trữ quan trọng trong hệ thống hậu cần của quân đội Nga. Kho đạn này nằm cách tiền tuyến hơn 300 km và được cho là chứa một lượng lớn đạn dược nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo, tên lửa đạn đạo tầm xa và có khả năng bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Ukraine ước tính cơ sở này chứa 2.000 tấn vũ khí. Quân đội Ukraine cũng đã xác nhận một cuộc tấn công vào một kho đạn ở vùng Tver. Cuộc tấn công này đã được các kênh Telegram của Nga đưa tin trước đó. Theo Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan An ninh Ukraine FBU đã tấn công vào kho vũ khí thứ 23 của Cục pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga gần làng Ostobolsky ở Tver. Cách đó vài ngày, Ukraine đã tuyên bố tấn công vào kho đạn lớn của Nga ở Toropet. Theo Forbes, cả hai vụ tấn công vào Toropet và Tikhorets đều mạnh đến mức tạo ra hai vụ động đất cỡ nhỏ. Tổng thống Zelensky không nêu rõ loại vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các kho vũ khí của Nga. Tuy nhiên, vào tháng trước, Ukraine đã công bố lần đầu tiên sử dụng thành công vũ khí không người lái Palia Lysia. Về bản chất, Palia Lysia giống như một tên lửa được lắp động cơ phản lực và có cánh. Palia Lysia đã được phát triển trong hơn một năm qua và mới bắt đầu tham gia các vụ tấn công gần đây. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, các đối tác của Ukraine có thể tăng cường hơn nữa an ninh của Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí tầm xa và cho phép Kiev sử dụng chúng.
Nếu chúng tôi có thể sử dụng toàn bộ năng lực của mình để bảo vệ đất nước, nếu chúng tôi có đủ tên lửa và các đối tác có thể cấp phép cho chúng tôi, tình hình sẽ tốt hơn nhiều cho an ninh của chúng tôi, an ninh của Ukraine và tất cả mọi người trên thế giới không muốn tồn tại một chiến dịch quân sự như chiến dịch quân sự của Nga, Tổng thống Zelensky nói thêm. Ukraine thường tấn công vào cơ sở hạ tầng sâu trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái UAV nội địa trong bối cảnh Kiev bị phương Tây cấm sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện các vụ tập kích như vậy. Forbes nhận định, các cuộc đột kích kho đạn được liên tiếp báo hiệu sự thay đổi trong chiến dịch tấn công sâu của Ukraine nhằm vào các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Nga. Quân đội Iran cấm thiết bị liên lạc sau vụ nổ máy nhắn tin của Hebron. Iran ra lệnh cấm binh sĩ trong lực lượng vệ binh cách mạng dùng thiết bị liên lạc sau các vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm liên tiếp ở Liban tuần trước nhằm vào lực lượng Hebron. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran IECC đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng mọi loại thiết bị liên lạc sau khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm mà lực lượng đồng minh Hebron, đồng minh của Tehran, đã phát nổ vào tuần trước. Hai quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với Reuters, Hebron cáo buộc Israel đứng sau vụ việc, nhưng theo Avi đã lên tiếng bác bỏ hôm 22 tháng 9. Israel cũng nói rằng Hebron có nhiều kẻ thù. Một trong những nhân viên an ninh cho biết IECC đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn để kiểm tra tất cả các thiết bị, không chỉ là thiết bị liên lạc. Ông cho biết hầu hết các thiết bị này đều là hàng tự chế hoặc nhập khẩu từ các đối tác. Iran lo ngại về sự xâm nhập của các điệp viên đối thủ có thể biến các thiết bị này trở nên nguy hiểm. Ngoài ra, Tehran cũng là đối thủ cài cắm người vào bộ máy, nên một cuộc điều tra toàn diện về nhân sự đã bắt đầu, nhắm vào các thành viên cấp trung và cấp cao của IRCC. Quy trình này bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng các tài khoản ngân hàng của họ ở cả Iran và nước ngoài, cũng như lịch sử đi lại của họ và gia đình họ, quan chức an ninh cho biết. Các thiết bị máy nhắn tin đã phát nổ vào ngày 17 tháng 9 trên khắp các thành trì của Hebron. Một ngày sau, hàng trăm máy bộ đàm của nhóm này cũng phát nổ. Các cuộc tấn công đã giết chết 39 người và làm bị thương hơn 3.000 người, trong đó có cả dân thường và trẻ em. Quan chức an ninh trên từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các lực lượng IRCC gồm 190.000 nhân sự liên lạc với nhau. Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng máy mã hóa đầu cuối trong hệ điều hành nhắn tin, ông nói. Ngoài ra, theo một nguồn tin, Hebron cũng đã gửi một số thiết bị phát nổ tới Iran để Tehran xem xét. Mặt khác, một quan chức Iran cho hay mối quan tâm chính của Iran lúc này là bảo vệ các cơ sở hạt nhân và tên lửa của nước này. IRCC là một lực lượng chính trị, quân sự và kinh tế hùng mạnh ở Iran, có mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, được thành lập sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. IRCC có lực lượng bộ binh, hải quân và không quân riêng để giám sát vũ khí chiến lược của Iran. IRCC cũng là lực lượng giúp Iran tăng cường tầm ảnh hưởng ở Trung Đông. Với việc hỗ trợ công nghệ huấn luyện cho các nhóm vũ trang đồng minh như Hebron ở Liban, Hamas ở Gaza, Houthi ở Yemen và các nhóm lực lượng dân quân ở Iraq. Quân đội Iran sử dụng nhiều thiết bị liên lạc được mã hóa, bao gồm cả bộ đàm, để liên lạc an toàn. Mặc dù các mẫu mã và thương hiệu cụ thể có thể khác nhau, nhưng các thiết bị liên lạc quân sự ở Iran thường được phát triển trong nước hoặc lắp ráp linh kiện từ các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Tehran đã phát triển các chương trình truyền thanh cấp quân sự của riêng mình thông qua ngành công nghiệp quốc phòng để tránh phụ thuộc vào các hàng nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là do lệnh trừng phạt của phương Tây áp dụng lên Tehran vì chương trình hạt nhân của nước này. Israel điều tra nghi vấn thủ lĩnh Hamas thiệt mạng. Lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar có trụ sở tại Gaza đã không được liên lạc trong một thời gian tương đối dài và Israel đang điều tra liệu ông đã thiệt mạng hay không. Time of Israel ngày 22 tháng 9 đưa tin, nhiều báo cáo nói rằng thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar dường như đã thiệt mạng trong cuộc không kích của lực lượng phòng không Israel IDF. Trong khi đó, Israel cho rằng ông Sinwar vẫn còn sống. IDF tuyên bố họ không thể xác nhận hay phủ nhận các báo cáo về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Trong số các nguồn tin được báo Jerusalem Post tham vấn, một nguồn tin hàng đầu phủ nhận cái chết của ông Sinwar, còn một nguồn tin khác cho biết họ không có thông tin rõ ràng, trong khi đó đã có những ghi nhận về bất đồng trong nội các quốc phòng của Israel. Không có bằng chứng cho bất kỳ hoạt động cụ thể nào mà IDF đã thực hiện nhằm vào ông Sinwar. Cuộc tranh luận ở cơ quan quốc phòng đưa ra khả năng rằng ông Sinwar đã mất liên lạc với những người trung gian xử lý các cuộc đàm phán và đưa tin về con tim. Tuy nhiên, cũng có thể một số quan chức Israel đang cố gắng sử dụng chiến tranh tâm lý chống lại các chỉ huy Hamas cấp trung. Israel muốn Hamas tự cắt giảm một số điều kiện miễn trừ trong thỏa thuận trao đổi con tin khi biết rằng thủ lĩnh của họ vẫn còn sống. Hàng ngàn quân Houthi có thể đã áp sát Israel sắp gặp đối thủ rắn.
Vào ngày 20 tháng 9, Israel đã vượt mọi giới hạn khi tấn công vào thủ đô Beirut của Liban. Trong khi đó, hàng nghìn lính Houthi được cho là đang ẩn náu ở cao nguyên Golan, một cuộc chiến lớn sắp xảy ra. Dải Gaza tạm yên, Israel đang nhắm đến Hezbollah ở Liban. Vào ngày 18 tháng 9, hàng nghìn máy nhắn tin bộ đàm đồng loạt phát nổ ở Liban khiến hàng chục người thiệt mạng, khoảng hơn 3.000 người bị thương, trong đó có nhiều thành viên tổ chức vũ trang Hezbollah, đối thủ không đội trời chung của Israel. Hai ngày sau, vào ngày 20 tháng 9, không quân Israel xác nhận tập kích chính xác mục tiêu ở ngoại ô Beirut, Liban, khiến thủ lĩnh Hezbollah ông Ibrahim Aqi cùng nhiều thành viên Hezbollah cao cấp khác thiệt mạng. Một nguồn tin an ninh cho biết, ít nhất 6 chỉ huy Hezbollah khác đã thiệt mạng khi nhiều tên lửa lao thẳng vào một tòa nhà ở ngoại ô Beirut. Theo Bộ Y tế Liban, cuộc tập kích của Israel làm ít nhất 73 người thiệt mạng, 66 người bị thương và con số này có thể còn tăng. Ông Aquin được cho là chỉ huy đơn vị đặc nhiệm của Rewan và là một trong những thủ lĩnh Hezbollah cao cấp. Quân đội Israel cáo buộc ông Aquin chỉ đạo các hoạt động của Hezbollah từ năm 2004 và chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào miền Bắc Israel. Đây là cuộc tập kích thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng mà Israel nhằm vào thủ lĩnh cao cấp Hezbollah ở Beirut. Hồi tháng 7, Israel không kích, sát hại thủ lĩnh Hezbollah Fuad Shukr. Vụ tấn công diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel bắt đầu giai đoạn mới của cuộc chiến ở biên giới phía Bắc và sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần thiết để đảm bảo người dân vùng biên giới phía Bắc trở về nhà của họ. Đại sứ quán Iran tại Liban cho rằng Israel đã vượt mọi giới hạn khi tấn công vào ngoại ô thủ đô Beirut. Lộ tin hàng ngàn quân Houthi đang ẩn náu ở cao nguyên Golan. Chiến tranh Israel-Liban lần thứ 3 có thể lộ ra trong những ngày tới, nhưng lần này Israel sẽ chạm trán với những chiến binh du kích sa mạc thực sự tinh nhuệ khi hàng ngàn binh sĩ Houthi tinh nhuệ từ Yemen được cho là đã tiến vào cao nguyên Golan. Ở biên giới giữa Syria và Israel theo E24 News, trong khoảng một năm trở lại đây, lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen đã tuyển chọn hàng chục nghìn cựu binh từ hàng trăm cuộc chiến và tiến hành hàng trăm cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu sinh tử với Israel. Giờ đây, đội quân Houthi đầu tiên được cho là sẽ tới Syria và thậm chí là Liban. Theo các nguồn tin, nhóm quân Houthi này được coi là lữ đoàn mạnh nhất ở Yemen với trang bị tốt và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo Hezbollah, Syria và Iran. Đơn vị này đã được vận chuyển đến tiền tuyến Syria theo từng đợt. Lực lượng Houthi này do tướng người Yemen chỉ huy, họ đã được huấn luyện ở Yemen trong nhiều tháng, chuyên sâu và thực hành tấn công các khu dân cư và tấn công tầm xa vào các khu căn cứ quân sự Israel. Thậm chí còn có lực lượng mặt trận kháng chiến Houthi tiến vào Jordan. Sau khi nhận được số tiền mặt lớn, một số trưởng lão bộ tộc và sĩ quan biên phòng ở Jordan đã cho lực lượng vũ trang vũ khí đạn dược của mặt trận kháng chiến Houthi vào Jordan theo từng đợt. Cuối cùng, số vũ khí đạn dược này cũng như lực lượng tinh nhuệ của mặt trận kháng chiến sẽ quá cảnh qua Jordan và tiến vào khu vực bờ Tây của Palestine để tham gia cuộc chiến chống lại Israel. Giới quan sát đánh giá, lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen và lực lượng vũ trang dòng Shiite ở Iraq đã tiến vào Jordan và họ sẽ xây dựng các trận địa phòng máy bay không người lái mới ở Jordan và tiến vào Palestine để thực hiện chiến tranh du kích và quấy rối. Theo Jerusalem Post, nhiều đường hầm dưới lòng đất đã được thiết lập ở khu vực biên giới giữa biên giới Jordan và Palestine. Các tay súng vũ khí và đạn dược của mặt trận kháng chiến có thể vào Palestine thông qua các đường hầm dưới lòng đất để tham gia chiến đấu. Houthi có trình độ hiểu biết và vận dụng chiến thuật cao và có thể nói là lực lượng vũ trang có trình độ hiểu biết chiến thuật mạnh nhất khu vực Ả Rập. Đánh giá từ cuộc nội chiến ở Yemen, nhóm Houthi rất giỏi trong việc tiến hành các trận phục kích, tập kích, vận động tiến công v.v. Trong hình thức chiến thuật phục kích, lực lượng này ưa thích tổ chức phục kích trực diện phối hợp với việc đánh bọc sườn và vu hồi vào bên sườn phía sau đối phương và bố trí chốt phục kích thứ hai trên đường rút lui của đối phương. Trong trận chiến ác liệt, chiến binh Houthi rất giỏi ngụy trang và sử dụng hỏa lực để hỗ trợ chế áp đối phương. Việc bố trí các trận địa hỏa lực, đường tiến vào trận địa và lựa chọn đường rút lui cũng rất thông minh. Hơn nữa, Houthi khác với Hamas, Hezbollah ở Liban và lực lượng vũ trang Shiite ở Iraq khi chiến binh của họ không chỉ có khả năng chiến đấu quy mô nhỏ mà còn có khả năng chiến tranh du kích và quấy rối. Ngoài ra, họ cũng có thể tổ chức các đơn vị lớn để chiến đấu và đã có những ví dụ thực tế về việc hạ gục hai lữ đoàn liên quân Ả Rập cùng lúc. Sau khi lực lượng chính của Hamas bị thương vong nghiêm trọng, Houthi và lực lượng vũ trang người Shiite ở Iraq chuẩn bị tham chiến. Lần này dường như họ sẽ đánh một trận lớn. Iraq sắp chạm trán với một đối thủ rắn thực sự. Một bên đã đánh bại lực lượng liên quân Ả Rập Xê Út trong cuộc nội chiến ở Yemen, còn một bên tham gia vào cuộc chiến tranh du kích chống Mỹ ở Iraq. Lực lượng Hamas ở Gaza đã kiệt sức. Tại Gaza, lực lượng vũ trang Hamas dường như đã bước vào giai đoạn cuối. Chuẩn tướng Isaac Cohen, chỉ huy sư đoàn 162 quân đội Israel thông báo rằng sau 4 tháng chiến đấu, xương sống Hamas, lữ đoàn Rafah đã bị tiêu diệt và chỉ huy lữ đoàn đã trở thành mục tiêu tiêm diệt. Theo cuộc phòng vệ Israel, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Rafah vào tháng 5, Israel đã phát hiện và phá hủy 13 km đường hầm dưới lòng đất và loại khỏi vòng chiến đấu 2.308 thành viên lữ đoàn Rafah trong vòng 4 tháng. Bây giờ, phần cuối của hệ thống đường hầm đang được làm sạch. Quân đội Israel tuyên
bố, bắt đầu từ tháng 7, Hamas đã ngừng sử dụng hỏa lực ở Rafah và tiến hành giao tranh tự phát bằng vũ khí bộ binh. Lữ đoàn Rafael không còn là một đơn vị chiến đấu có tổ chức. Tại hành lang Philadelphia ở biên giới giữa giải Gaza và Ai Cập, trong 4 tháng qua, lực lượng công binh Israel đã phát hiện ra 203 đường hầm dưới lòng đất và phá hủy 80% số đường hầm tại giải Gaza. Trong số đó, công binh Israel đã phát hiện ra 9 đường hầm bí mật có thể đi vào Ai Cập. Quân đội Israel tin rằng Hamas đang sử dụng các đường hầm dưới lòng đất dọc hành lang này để đưa nhiều loại vũ khí và đạn dược do Iran và Hezbollah hỗ trợ qua ngã Ai Cập. Rafah là căn cứ hậu quân quan trọng nhất của Hamas và quân đội Israel đã phát hiện ra một nhà kho chứa tên lửa tầm xa ở đó. Lực lượng chủ lực Hamas đã mất đi khả năng tổ chức chiến đấu. Đường tiếp tế cuối cùng đã bị cắt đứt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giới chức Israel không còn ủng hộ đàm phán với Hamas. Hamas không có năng lực tác chiến quy mô lớn, nhưng giờ đây lực lượng vũ trang hào thì mạnh hơn và lực lượng vũ trang người Shiita ở Iraq đã tới. Hezbollah ở Liban cũng sẵn sàng chiến đấu quy mô lớn. Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố rằng tình hình an ninh hiện nay ở miền Bắc Israel rất là nghiêm trọng. Nếu vấn đề không thể được giải quyết căn bản, người dân miền Bắc Israel sẽ không thể trở về nhà. Sau loạt ám sát nhằm vào lực lượng Hezbollah mà Israel cáo buộc đứng đằng sau, những đợt tập kích đường không ồ ạt đang diễn ra. Rất có thể tới đây Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công tổng lực vào miền Nam Liban nhằm giải quyết vấn đề tấn công tên lửa lâu dài vào miền Bắc Israel. Lúc này trận chiến trên bộ quy mô lớn cuối cùng sẽ bắt đầu với lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen, lực lượng vũ trang Shiite ở Iraq và cuối cùng là Iran. Trung Đông đang đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện. Trung Đông bên bờ vực thảm họa, Trung Quốc hối thúc công dân rời Israel. Trung Quốc đã kêu gọi công dân nước này ở Israel rời đi càng sớm càng tốt khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Hiện tại, tình hình dọc biên giới Israel-Liban đang vô cùng căng thẳng với các cuộc xung đột quân sự thường xuyên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel cho biết trong một tuyên bố ngày 22 tháng 9. Tình hình an ninh ở Israel nghiêm trọng, phức tạp và khó lường, tuyên bố cho biết thêm. Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi công dân Trung Quốc tại Israel trở về nhà hoặc di rời đến khu vực an toàn càng sớm càng tốt. Vào tháng 8, Trung Quốc đã yêu cầu công dân nước này ở Liban rời đi sau một cuộc không kích của Israel vào Liban. Lời kêu gọi của Đại sứ quán Trung Quốc được đưa ra khi căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban trong những ngày gần đây. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Johannes Brachet cảnh báo khu vực đang bên bờ vực thảm họa, đồng thời nhấn mạnh không có giải pháp luật quân sự nào có thể đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lo ngại Liban có thể trở thành Gaza thứ hai khi Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh. Quân đội Israel hôm 23 tháng 9 kêu gọi người dân thường ở Liban rời khỏi khu vực mà lực lượng Hezbollah đang hoạt động và cảnh báo Israel sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công chính xác diện rộng nhằm vào các mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban. Căng thẳng leo thang giữa lúc hỗn loạn bao trùm Liban do hàng loạt máy nhắn tin, bộ đàm bất ngờ phát nổ khiến khoảng 40 người thiệt mạng, 3.500 người bị thương. Chính phủ Liban và Hezbollah nghi ngờ Israel đứng sau vụ tấn công chưa từng có này, song Tel Aviv đến nay không phủ nhận hay xác nhận. Tuần trước, Israel liên tục tiến hành các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào vị trí của Hezbollah ở Liban. Trong đó, cuộc không kích của Israel vào tòa nhà ngoại giao thủ đô Beirut của Liban khiến 16 thành viên của Hezbollah thiệt mạng. Trong khi Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, xung đột với Hezbollah đã bước sang một giai đoạn mới. Một quan chức cấp cao của Hezbollah cũng nói rằng lực lượng này bắt đầu cuộc chiến không giới hạn với Israel. Một phát biểu tại tang lễ ông Abraham Aqui, một thành viên cao cấp của Hezbollah mới, thiệt mạng do cuộc không kích của Israel, Phó Tổng Thư ký Hezbollah Nemu Kossem ngày 22 tháng 9 lên án cuộc tấn công gần đây của Israel vào Liban. Ông nói rằng Israel đã vi phạm phải tội ác chiến tranh khiến chúng tôi đau đớn và kết quả là một trận chiến không biên giới đã bắt đầu. Quan chức Hezbollah tuyên bố Israel sẽ không đạt được mục tiêu và sự ủng hộ của Liban dành cho Gaza sẽ không thay đổi cho đến khi Israel chấm dứt chiến sự ở đây. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nawran ngày 19 tháng 9 cáo buộc rằng Israel đứng sau vụ tấn công ở Liban gần đây, đồng thời nhấn mạnh rằng các vụ tấn công này đã trượt khỏi mọi làn danh đỏ của Hezbollah bởi các thiết bị kích nổ ở khu vực công cộng gây tổn hại đến người dân cũng như thành viên của Hezbollah. Chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami nói với người đứng đầu Hezbollah rằng Israel sẽ phải đối mặt với một phản ứng mạnh mẽ từ trục kháng chiến. Trục kháng chiến là liên minh nhóm quân sự do Iran hậu thuẫn suốt hơn 40 năm qua, trong đó có Hamas, Hezbollah để đối phó với Israel và Mỹ tại Trung Đông. Và đó là toàn bộ những tin tức thế giới nổi bật trong ngày hôm nay. Từ những diễn biến căng thẳng trên chính trường quốc tế đến những cuộc tranh luận đầy kịch tính, cho đến các sự kiện quân sự nóng bỏng, tất cả đã cho thấy thế giới đang thay đổi từng ngày. Hy vọng bản tin đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích và cái nhìn toàn diện hơn về tình hình quốc tế.
Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn cập nhật những tin tức mới nhất cùng chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.